Kính thưa quý vị, nói đến lạm phát thì dường như người Hoa Kỳ đã nghe quen tai từ khi mà cái đại dịch Covid-19 nó bắt đầu. Và cho đến giờ phút này thì tất cả những hàng hóa dường như là nó tăng gấp rưỡi, gấp đôi. Thưa quý vị, trong suốt 40 năm qua, một lát pizza ở New York có giá tương đương là một vé tàu điện ngầm và được coi là một chỉ báo cho nền kinh tế của Hoa Kỳ. Xong, khi việc lạm phát ăn mòn, nền kinh tế quy tắc trên không còn đúng nữa. Theo quy tắc PISA, một yếu tố được coi là thước đo của nền kinh tế New York trong hơn 4 thập niên vừa qua. Một miếng pizza phô mai sẽ luôn luôn có giá bằng một chuyến tàu điện ngầm. Quy tắc này phần lớn vẫn đúng kể từ lần đầu tiên được tính toán trên tờ New York Times vào năm 1980. Giá bánh pizza tăng cũng phản ảnh phương tiện công cộng lên cao ở mức tương tự. Song, quy tắc này không còn đúng. Giá một lát pizza hôm nay đã tăng vượt mức 3 đô la trên toàn New York, kéo theo bởi chi phí hàng hóa và nhân công cao hơn. Khi cơ quan giao thông đô thị của New York niêm yết giá vé tàu ở mức 2,75, thì mức chênh lệch giữa giá vé tàu và trung tâm thành phố và món ăn phổ biến này đã tăng lên nhanh chóng. Ông Paul Junos là chủ của cửa hàng pizza ở Greenpoint, Brooklyn, hét lên khi được hỏi về quy tắc bánh pizza. Ông nói quy tắc gì nữa, bây giờ tất cả đều trở nên lạm phát và cuộc sống trở nên khó khăn hơn. Hãy đi hỏi chính quyền tại địa phương. Đó là những gì mà chúng ta thấy người ta đo. Trước đây người ta đo từng có quả trứng gà và bây giờ thì quả trứng gà cũng đã lên quá cao. Một dozen trứng gà dường như lên tới 4-5 đồng gì đó. Thành thử ra chúng ta cũng khó. Đó là cái câu chuyện về cái nền kinh tế quốc gia của chúng ta